uống sữa và có thể tự chơi một mình. Từ đó đến giờ, mình đã đến thăm bé khoảng 6 lần và chưa bao giờ chứng kiến được tiếng khóc của bé. Luôn luôn là nụ cười và những giấc ngủ. Dâu. Em uống đi, em ăn đi. Em nói là à, dâu ơi. Mẹ bé Dâu bị trầm cảm nghiêm trọng và liên tục dắt hai đứa con lớn của mình đi lang thang khắp nơi. Và có giai đoạn thì chị cùng với hai con của mình đã phải ngủ bờ ngủ bụi suốt một năm trời. Và bé gái lớn lúc ấy là 15 tuổi đã nhận thức được việc mẹ có vấn đề về trí tuệ, nên đã tìm một cách thoát khỏi vòng tay đó và tìm về bà ngoại để sinh sống. Và bé gái lớn ấy hiện giờ đang làm công nhân và trở thành trụ cột chính của gia đình. Bé hiện giờ đang làm cho một cái xưởng da giày với mức thu nhập chỉ là 4-6 triệu. Chỉ với mức thu nhập thấp như vậy nhưng bé phải gồng gánh với các thành viên gia đình. Bà ngoại thì bị bệnh, mẹ thì mọi người đã thấy rồi, không được bình thường, cùng với đứa trẻ vừa mới sinh ra và đứa em của mình trong một căn phòng trọ vô cùng chật chội. Và ngày hôm nay mình có dịp trò chuyện với bé gái lớn của chị Tuyền để thấy được trách nhiệm và nghị lực của bé trước cái bi kịch của gia đình như thế nào. Ở phía trước mọi người, đây là bé Huyền, tức là đứa con gái lớn của chị Tuyền á, mình đã từng chia sẻ các clip trước đây. Và bé hiện giờ 16 tuổi, phải nuôi em, nuôi mẹ và nuôi tất cả những thành viên trong gia đình trong căn phòng trọ như thế này. Đây, bé đang bế em của mình. Biết mẹ thấy mẹ đòi thấy không? Mẹ chơi đi. Mẹ em thử đi. Đây, sau khi mà mình chia sẻ cái đoạn clip của chị Tuyền á, thì gia đình đón chị về. Bây giờ thì cuộc sống nó ổn hơn so với những cái ngày ở bên Bình Chánh, Sài Gòn. Cả gia đình bây giờ ở một cái xóm trọ công nhân nằm ở Long An. Và đây là bé Tuyền nè. Bé Dâu nè. Dâu ơi! Dâu! Dâu! Cười kìa. Dâu ơi! Dâu! Mẹ đâu? Mẹ đâu? Em thấy chị có kênh Facebook á, mà sao chị đổi cái tên lạ vậy à? Tại vì không biết tên gì, đặt mấy cái tên lạ lạ chơi. À, như là tên Lucky. Nick tên gì? Cái gì chơi mấy đứa đó. Jerry. Sao lại lấy tên một cái món ăn trái cây của người nước ngoài, Jerry? Tại vì đặt cái dễ nhớ, làm Facebook lên chiếu rồi lên coi phim với lại mua đồ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Chứ bạn coi bạn bè thôi. Đợt này là có vẻ là hơi sỏ hơn so với mấy tuần trước, bé Dâu nè. Về đây hình như là bị sốt hay sao ạ? Không phải đâu em, em bé nó vậy đó, giờ nó rõ lại á. Rõ rồi. Nó rõ sao chắc người lại đó em. Để là nó biết đi, biết lập cái biết bò á. Chứ nó không có vấn đề gì đâu. Vô mấy chị, vô em. Vô mày, kêu gì ba rồi vô luôn. Vô chụp coi hình cho đẹp cái nhà ấy. Với phần hai nữa là về đây á, một ngoài bé ngẩng đầu á, nhìn nó rõ lại. Nó rõ là để nó biết bò, em biết làm. Bữa nào ở trên cảnh bữa, ở như vậy nó nặng cái đầu. Chị uống bia không? Không. Nội chồng mà cảnh chưa? Ngồi nhậu với bà tôi mới nhậu. Chút tôi đi về cho mình đi làm. Để khỏe đi rồi nhậu. Uống mỏi xây sắm một bài đó. Uống nhậu. Chứ chơi chứ ai mà cho bà nhậu bà ơi. Chọc bà chơi chứ vui gì. Làm hết bệnh. Bà đi làm có tiền gì? Chồng ngủ về luôn. Bây giờ nhậu xong tôi giúp chị về. Chị nằm hết bệnh đi kìa. Giờ thứ bảy, nhậu sát đi. Trước nội tối ngày còn chưa đẻ làm sao này. Ngày ngày có nhỏ này đó bên nội nó tối ngày như ngang vừa mặn cho tại biết sai mở quán em bán tại có chồng ở đây em biết làm gì. Ủa, xưa bán cái gì? Đó là đi vô công ty làm.
hồi đó vô công ty làm rồi nó khóa qua quá lại kiểu mà mình ở đây mình tự thấy tỉnh tính đâu. Hồi đó bán gì chợ Bầu Đen? Bầu Đen đâu, bán ở đây mở quán bán gì chơi, bán bún bài chồng ở sớm đó, bún bài bán phơi đó, cặp bột bịch gì đó chơi đó. Bán quán mà uống phê quán không có nhận nhân viên bạn nước rồi ban đầu cái nhận nhân viên quán là sau này đâu có nhận những bán chơi chơi gì đó rồi em nó có làm gì đó ngồi xung bậy quấn sắt chơi đó cái động ga đồng vô xài góp sắt chứ nó mượn góp sắt quen đi ăn đi nấu ăn đi cắm ăn đi dạ ăn đi không vui không ừ ừ ừ cái chuyện ra tiếng luôn rồi. Nhìn vô cái quay, nhìn vô cái quay. Sao? Ừ. Quá trời còn quá trời kìa không? Rồi, nó rồi. Vậy đó. Nhiều chuyện lắm. Nói chuyện cái gì đó. Cháu. Ra nè nè. Mưa cho có nước à. Ra con. Dễ nha, không nghe tiếng khóc la gì trơn trời. Nếu có cái nằm cao quá, cao đầu em quá, mua gói nhỏ cho tôi nằm, đừng cho tôi nằm cao đầu quá. Ừ, mua gói nhỏ cho em nằm nha, em nằm gói này là không được á. Ừ, anh đâu có hả? Hả? Kêu ai à? Kêu chú Phong ơi. Chú Phong ơi. Ừ. Đừng cái giọng của tay chứ. Chú Phong ơi. Chú Phong. Kìa. Về chị Tưởng. Thế rồi chú Phong quá trời chị Tưởng Phong. Sao ăn ít vậy? Em ăn đi. Ừ. Nhớ má Hân không? Má Hân có xuống thăm con không? Dâu nữa. Ừ. Chị dâu. Mưa. Cẩm hả? Cẩm dâu. Em chứ chị Cẩm với lại người đó cao quá, người đó cao quá. Ở em biết chị Hồng với Cẩm thôi, là tại vì mở cái chỗ cái bên đó rồi qua lại gẫm con giùm em đó mới biết thôi, rồi bắt đầu chị Hồng mới dắt mấy bạc chị đại em mới biết. Nói chung là em biết. Mưa phun phèo nè, văng nước luôn nè. Dễ ha, gốc la trời, ẩm mà thôi. Nè. Không nghĩ sao. Đôi lật nè. Cái đầu hơi cao nha. Nằm vậy nó mỏi cổ em, sau đây em lớn lên lưng em nó gù. Ơ như chim sẻ rồi ta. Giống con chim sẻ quá. Vui ha. Ở đây nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện dữ lắm. Kiếm người này người kia để nói. Ghê. Vì sao gỗ? Bữa nào người bẻ ra mệt. Lật được đó. Méo cái đầu con tôi. Nằm một bên á, riết cái đầu nó bị méo rồi. Cái bực bội thôi. Bực bội em biết nè, chứ không có khóc. Để cho em chơi đi. Đang chơi mà.
Ngồi ngoái em xuống đi. Khát sữa hả? Không cho lạc là quạo đó. Dâu ơi. Chị uống đi chị. Dâu. Em uống đi, em ăn đi. Em nói ăn đi. Vui nha, không có cơ. À, dâu ơi. Cầm đứa nổi vậy hả? Ở nhà có em. Cái đường luôn, nghe nói cái đường luôn. Khi mà chị hai xem được clip là rung tay rung chân, không có bấm điện thoại gọi được gì hết. Cái đường dễ sợ. Bé này bé nói là không nghĩ mẹ nặng như vậy. Đâu có nghĩ mẹ. Đứa em nữa. Vậy con chim. Ừ, con chào ông bà đi con. Con chào ông bà đi. Mà cái gì chứ đừng. Ừ, dâu ơi, cái dâu ơi. Cái dâu à. 12 tao bước vào ngày là tháng 1 đi. Ờ, tay. Bữa nay mình mới có tháng 6 à. Ừ, rắn rắn à. Con gái cùi đó trời ơi, trời à. Dâu ơi. Chập à. Chập. Thảo ngậm tay nè, ngã tay ra. Lấy cái tay ra. Trời ơi, vô ngồi chơi giống trời. Chú nghe nói là con á, là hồi xưa là con đi theo mẹ, giống như là hiện giờ là bé Lộc em con vậy. Đúng rồi. Thì hồi nhỏ mẹ con lên cơn như thế nào trong trước con á, con thể kể cho chú nghe với. Thì... mẹ có điện thoại thì mẹ điện thoại nhắn tin chửi, không thì mẹ có điện thoại thì mẹ ngồi đó thì mẹ cũng nói một mình, mẹ nói một mình nhã nhã vậy, mẹ nói chửi gì đó. Cái gì? Mẹ chửi hết bên đây với bên nội luôn. À chửi tao bảo mày chửi hết luôn. Dạ cứ chửi gì đó. Rồi nửa đêm á thì mẹ lâu rồi mẹ mướn xe mẹ đi về nội, mẹ mua xăng này kia, mẹ tạt. Vậy thì hồi nhỏ là con được mẹ dẫn con đi lang thang ngoài đường? Dạ không, hồi nhỏ thì mới đây thôi. Hồi nhỏ thì không có. Hồi nhỏ không có mẹ chứ. Lúc mẹ chưa bệnh. Lúc con mấy tuổi là mẹ dẫn con đi lang thang ngoài đường? Lang thang ngoài đường đi thôi. Mới đây là một năm à. Một năm à. Trong một năm qua thì con với mẹ đi đâu? Không có đi, lúc đó là có nhà trọ, trong nhà trọ. Mẹ đi làm thì con ở nhà con giữ em. Lúc đó con ý thức được là mẹ con có vấn đề về đó. Bệnh không? Đấy, lâu rồi. Lâu lắm rồi. Sợ không? Con sợ không? Thì... sợ thì có sợ nhưng mà... giờ vậy rồi con cũng không biết sao. Cuối cùng sao mà con... đấy. Như thế nào mà con đi để đi mà con điện thoại con tìm ngoại đi nào ngoại lên rước con về thì cái bữa con... đó nó như thế nào mà sao thì bữa đó mẹ đi kêu mua đồ con rồi con mượn điện thoại của người ta con điện cho ngoại xuống rước tối đó ngoại xuống rước là trong cái trước đó mấy ngày đó là mẹ có lên cơn có chửi con hay là có làm sao mà để con sợ á dạ có đồ ăn và ngoại đem lại á. Cấm vậy đó hả? Đúng rồi, mẹ thấy con mở cửa cho ngoại vô, mẹ la con. Mẹ thấy đánh con là con chịu không nổi, con mới đi. Con với con với mẹ cũng mấy năm đó là bé đã có ý thức rồi. Là coi như là sống với mẹ vậy là thấy. Con biết hết rồi, tại vì con thấy mẹ vậy. Giờ mà con mà bỏ đi sớm á, là em con là không có ai lo con luôn em. Nên là con ở với mẹ mấy năm. Bữa đó là con chịu. Chú anh chị, nếu mà mình đến mình tìm hiểu mình mới thấy là đáng thương. Tại vì mẹ thì mấy cô chú anh chị cũng thông cảm. Mẹ thì đầu á, nói chung thì giờ nó khùng á là nó không có chịu. Thần kinh nó không ổn định thì không có tiền nữa, nói chung là đủ thứ hết. Bây giờ đôi lúc nó nói chuyện á thì nghe nó không được thiện cảm. Chứ trong hoàn cảnh nhìn rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Thương nhất là mấy đứa trẻ nhưng mà đáng thương những đứa bé này nè.
theo con người ta tuổi này á, là ăn học chứ không phải bao giờ phải gánh vác một gia đình, nên là rất là đáng thương bé. Thì mong là cô chú anh chị ứng dụng viên thì giúp cho bé phụ cái đóng tiền nhà. Bây giờ một mình con là gánh gánh nuôi cả gia đình luôn á, bây giờ mẹ đâu có làm gì được, đâu có ý thức được, không ý thức được. Còn ngoại thì già lớn tuổi bệnh rồi, rất là đáng thương. Thương nhất đứa bé này nè cô chú anh chị, rất là thương. Mình chỉ mình nghe mẹ nói chuyện thì nó bệnh đó, thì nó nói chuyện không không có thiện cảm. Đứa bé là thương nhất con bé này. Bây giờ thôi, bây giờ gửi cho bé 2 triệu, gửi cho con 2 triệu chú không, gửi cho con 2 triệu tiền của cô chú gửi. Để gặp hoàn cảnh khó khăn giống như con vậy nè, thì trích ra 2 triệu để gửi cho con. À, con tấm tiền nhà tháng này đi. Thì nếu mà có cô chú anh chị gửi tiếp thì cô với chú cũng gửi cho con nha. Cho cô hỏi thêm một xíu. 16 tuổi con đi làm công ty người ta có nhận không? Dạ có, thì tôi không lại nhận. Con không làm gì vậy? Khi mà con xem mấy cái clip của chú mà đăng tải cái hình mẹ con với con á, thì lúc đó con có giật mình không? Đó, con không tin. Con không tin là mẹ con như thế nào? Dạ. Ý chú hỏi con không tin mẹ con như thế nào? Con nói con không tin á. Không tin là mẹ bị nặng có vậy, nặng có vậy với lại mẹ sinh thêm đó. À, không tin là mẹ em nặng bệnh nặng như vậy và sinh một đứa em nữa. Lúc con thấy em con á được chào đời á dễ thương vậy, con trong lòng con sao, tiện cảm sao? À, thấy rồi mặc dù rồi con thôi vậy, mặc dù là không một cha nhưng mà cũng một mẹ đẻ ra nha con nha. Thôi vậy đi, có em mà được rồi. Giờ em mà chị hai nha, gửi tặng cho chị hai vậy đi. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn chú. Cảm ơn bên ông bà. Bây giờ con cất tiền đi rồi con đi vào bên trong nhà con ăn với mẹ với em. Bỏ túi đi. Bỏ túi đi. Để mẹ thấy. Nếu mẹ có xin gì cho 50 coi. Đừng cho mẹ thấy tiền. Dạ. Con chút nữa con cho 20-30 ngàn uống cà phê thôi ha. Dạ. Tội nghiệp giờ đấy là trụ cột gia đình. Giờ phải gánh nè, phải nuôi bà ngoại bị bệnh nè nha, rồi mẹ cũng bệnh, rồi thêm 2 đứa em nữa, là lương cơ bản là 4 triệu, tăng ca nữa thì thêm 2 triệu nữa là 6 triệu, lo tiền nhà trọ, lo hết tất cả mấy miệng ăn luôn. Thì thôi cố gắng 16 tuổi, ra đời sớm, cảnh nghèo thì sống cảnh nghèo ha. Dạ. Tên là Huyền, con tên là Huyền đúng không? Dạ. Cố gắng lên nha con. Thôi đi vô ăn, dạ. Ăn bánh với mẹ. Khi nãy mình nhờ chị Tưởng gửi cho gia đình của bé dâu số tiền là 2 triệu đồng, 2 triệu từ món quà từ chị Vi Phạm có Facebook là Nicole Phạm và một chị gái giấu tên. Và hy vọng trong thời gian sắp tới đứa con gái của chị Tuyền á mạnh mẽ đủ khả năng để nuôi tiếp tục cả gia đình. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.